Các bạn có thể thấy cái phần gầm. Đấy, phần gầm của Lux SA 2.0. Bản bản này là bản cao đây này. Các bạn có thể thấy tất cả những cái chi tiết được hoàn thiện. Càng này là càng hợp kim nhôm đây này. Đấy. Đây. Ống xả này. Rồi đây. Cả hoàn thiện rất là tốt. Kỹ lưỡng, cẩn thận, tỉ mỉ. Đây này. Tấm chắn này, tấm chắn này, tấm chắn máy này. Đây các bạn này. Đây. Càng kích các thứ kia. Đây, các bạn có thể nhìn lại một lần nữa rất là rõ ở đây này. Đây. Treo khi nén ở phía sau đây này. Đây. Đấy. Treo khi nén đấy các bạn. Đây cũng là một trong những cái thiệt thòi cho người ngồi hàng ghế thứ ba, bởi vì cái hộc bánh ở đây sẽ được làm lớn hơn, khiến cho diện tích ngang của cái hàng ghế thứ ba ấy nó sẽ bị thu hẹp lại bớt. Nhưng mà được lại thì ngồi hàng ghế thứ ba thì vẫn êm, treo khi nén mà ngồi sau êm du luôn. Và trước khi đến với nội dung chi tiết, xin mời các bạn hãy click vào phần đăng ký và rung chuông để liên tục nhận được các video xe mới của chúng tôi. Vâng, đùa các bạn chút thôi. Chiếc Lux A 2.0 đang được lộ gầm để các bạn theo dõi xem những cái chi tiết của xe. Đây này, đây này các bạn có thể thấy này, cái phần càng này là càng hợp kim nhôm nhé. Phải nói là quá được của nó. Ui, đây 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 đây. Đấy, các bạn có thấy cái tem đây không ạ? Bật luôn. BMW Group đây các bạn này. Mã vạch các thứ đầy đủ nhá. Đây này, cốt kia cái thứ tem của VinFast đây này. ZF. Các bạn thấy ZF đây không ạ? Đây là chiếc xe dẫn động cầu sau đây, các bạn có thể nhìn này. Này. Ui, trơn quá. Tí ngã. Đây rồi, tất cả các cái tấm cách nhiệt, rồi phần gầm đều được làm rất là cẩn thận, chỉn chu này, từng con ốc một luôn. Đây các bạn có thể nhìn phần càng này. Đấy. Cái chi tiết mày hôm nay phải đi soi gầm. May mà có quả đèn đi bắt ếch nữa thì nhìn chuẩn luôn các bạn ạ. Đây, BMW Group này các bạn này. Đây. Sử dụng chung luôn. Đây, ống xả nhá, ống xả cũng đều có logo dập rồi mã số của Vin hết này các bạn này. Đây là cách âm gầm. Này, âm giảm. Cái cách âm gầm này các bạn này. Cái âm gầm này là được kéo lên tận cái vòm bánh ở bên trên này luôn. Đây. Bọc liền kéo tận vòm bánh luôn. Giúp cho chiếc xe có cái độ cách âm nó tốt hơn. Và nó không bị cái hiện tượng bị đá hay là cái vật liệu ở dưới bề mặt đường ấy. Nó bắn vào gầm xe nó kêu leng keng keng. Không có. Cái này là nó triệt tiêu hết những cái đấy luôn. Đây. Đây càng trước đây này. Toàn là càng hợp kim nhôm hết. Thủ trước chúng ta nhìn hết nhá. Này. Đây mời các bạn đi sang bên này, sang bên này các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Đây. Quá ngon luôn. Như xe đức luôn. Thôi được rồi.